Ngài là sức sống của con Lời Ngài là ánh sáng đời con Lời Ngài làm chứa tràn hy vọng Là đường để con hàng dõi bước Lời Đế Thu giê xu Ngợi khen Chúa Jesus xu Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Kim Ngân xin quý vị và anh chị em lắng đọng tâm hồn cùng suy niệm lời Chúa với linh mục Phao Lô Nguyễn Trọng Thiền. Xin kính chào quý ông bà anh chị em và kính mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe và suy niệm lời Chúa của ngày thứ tư tuần thứ tư mùa Chay nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày Sa-bát, Đức Giêsu tuyên bố với người Do Thái rằng: "Cho đến nay cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc." Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Chúa Giêsu, vì không những người vì không những người phá luật Sa-bát lại còn nói Thiên Chúa là cha của mình và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: "Thật tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm." vì điều gì chúa cha làm thì người con cũng làm như vậy quá thật chúa cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc chúa cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người con mọi quyền xét xử để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa Cha, đấng đã sai người con. Thật tôi bảo thật các ông ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống thật tôi bảo thật các ông giờ đã đến và chính là lúc này đây giờ các kẻ chết nghe tiếng con thiên chúa ai nghe thì sẽ được sống quả thật chúa cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho người con có sự sống nơi mình như vậy lại ban cho người con có quyền xét xử vì người con là con người các ông chớ ngạc nhiên về điều này vì giờ đã đến giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án tôi không thể tự ý mình làm gì tôi xét xử theo như tôi được nghe và phán quyết của tôi thật công minh vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi nhưng theo ý Đấng đã sai tôi. Một điều làm cho nhiều người Do Thái và những người trong thời đại ngày nay khó chấp nhận nhất về Đức Giêsu Kitô là sự mặc khải về thiên tính của Ngài. Không ai có thể phủ nhận về con người lịch sử của Đức Giêsu Nazareth. -gi Nhưng về thiên tính của Ngài thì nhiều người khó nhận ra và tin. Vì như Kinh Thánh nói, chỉ những ai được ơn soi dẫn của Thiên Chúa thì mới nhận ra. Điều này là một mầu nhiệm và mãi mãi là một mầu nhiệm. Giấu vậy, nhờ mặc khải mà chúng ta tin rằng Đức giê -xu thực sự là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Điều này không chỉ được nhận ra qua lời giảng dạy của Đức giê -xu trong Kinh Thánh, nhưng còn qua những phép lạ là Ngài làm và nhiều điều đã và đang diễn ra trong giáo hội của Ngài. Đức giê -xu nói với những người không tin vào Ngài rằng, nếu các người không tin vào lời ta, thì ít nhất cũng tin vào việc ta làm. Tương tự, Kinh Thánh còn minh chứng rằng nếu đây nói về khi nói về hội thánh là việc của con người thì từ nó hủy diệt, nhưng nếu là việc của Thiên Chúa thì sẽ tồn tại. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói cho mọi người biết về Ngài và Chúa Cha là một. Ngài trở nên một với Chúa Cha qua tình yêu sung mãn tuyệt đối của Ngài, qua việc thực thi ý thánh ý của Chúa Cha một cách trọn vẹn là mang sự sống viên mãn đến cho mọi người, người sống cũng như người chết. Hơn nữa, có hai lần Chúa Cha đã mặc khải cho mọi người biết về thiên tính của Đức Giêsu khi Ngài chịu phép rửa tại sông Giô-đan và khi Ngài biến hình trên núi Tabor. Này là con yêu quý của ta, đẹp lòng ta mọi đàn, các ngươi hãy nghe lời người. Thánh Phaolô cho chúng ta biết rằng nhờ đức tin mà chúng ta được trở nên công chính hóa, được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô phục sinh, người đã chết và đã sống lại và vì thế, Thánh Phaolô vui mừng tuyên bố rằng: Từ nay không còn là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi. Cũng vì thế, Thánh Phaolô xác quyết thêm rằng: Sống là sống cho Đức Kitô và chết cũng là chết cho Đức Kitô. Qua phép Thánh tẩy, chúng ta được trở nên những người con yêu quý của Chúa được trở nên những người thừa tự nước trời với Đức Kitô. Đây là một ơn sủng lớn lao nhất của một con người, vì nhờ Đức Giêsu Kitô, chúng ta được sống sung mãn ở đời này và đời sau. Thánh Phaolô còn dạy chúng ta rằng tin trong lòng thì được nên công chính và tuyên xưng ngoài miệng thì được ơn cứu độ đức tin giúp chúng ta tín thác cuộc đời này cho chúa đặt cuộc đời của chúng ta dưới sự quan phòng của chúa và cũng mời gọi chúng ta sống chứng nhân cho những điều chúng ta tuyên xưng nhờ đó cho dù đức tin của chúng ta chỉ bằng hạt cải cũng có thể làm thay đổi được cuộc sống của chính mình và nhiều người khác xin cho mỗi người chúng ta luôn ý thức được ơn gọi cao trọng này. Nhờ đó, dù đang sống giữa những thăng trầm của dòng đời, chúng ta cũng lãnh hội được niềm vui và sự bình an trọn vẹn vì được làm con cái của Chúa, được trở nên một với Đức Kitô Phục Sinh và nên một với anh chị em của chúng ta trong lòng giáo hội. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và ban sức mạnh cho chúng ta, hầu chúng ta can đảm làm chứng cho đức tin và tin mừng nước trời, nhờ đó những người khác tôn giáo với chúng ta có thể nhận ra Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống, và tin nhận tin mừng cứu rỗi của Ngài. Nguyện xin Chúa chúc lành và ban bình an cho tất cả chúng ta. Amen. chương trình của chúng tôi đến đây là hết xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình tới lâu để thua jesus christus ngợi khen chúa jesus kitô